Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Ổ Gà. Đầu ladder, đầu season thì anh em nào cũng muốn rớt lên level thật là nhanh để chúng ta có thể đi farm, kiếm item để chúng ta trade. Thì không phải ai cũng có thời gian để chúng ta có thể rớt lên heo rồi luyện level lên cao và chúng ta đi farm được. Thì có nhiều anh em như gà là người ta có những công việc riêng, người ta không có thời gian nhiều để người ta ngồi chơi. Có khi về đi làm cả ngày và tối về chúng ta chỉ có được vài tiếng để chúng ta, có khi 1-2 tiếng thôi để chúng ta ngồi chơi, nhưng mà mỗi tiếng thì không thể nào mà đủ để chúng ta đi solo mà chúng ta farm mà lên tới heo mà nhanh được, rất là khó. Trừ khi anh em là một người chơi game rất là nhiều, có kinh nghiệm và anh em biết rất là level. Kid Quest thì lúc trước gà đã có làm một cái video rồi, anh em thử xem lại nha, làm sao để qua được những cái quest nào quan trọng và những cái quest nào không quan trọng á, thì những anh em newbie nên xem lại. Thì cái video ngày hôm nay gà sẽ chỉ cho những anh em nào không có thời gian chơi nhiều nhưng mà vẫn muốn rớt lên heo để farm level và farm item ở đầu ladder, đầu cái season. Gà có một cái group Discord, anh em newbie hoặc anh em nào đã nghỉ game khá là lâu rồi muốn quay trở lại game á mà chưa cập nhật được nhiều mới á, thì anh em có thể join vào cái group Discord của gà ha. Thì trong đây có nhiều, rất là nhiều anh em sinh hoạt về Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4 cũng có luôn, Diablo 4 chắc sau này sẽ có nhiều đó, nhưng mà hiện tại thì anh em sinh hoạt ở trong Diablo 2 khá là nhiều. Thì anh em có thắc mắc gì đó anh em có thể hỏi trong đó, và đặc biệt là room mình có thông báo về cái phần mà declone luôn. Anh em nào chưa biết declone là cái gì thì anh em có thể xem lại video mà đi săn declone để lấy cái charm Annie nha. Anh em newbie nào mà farm chậm mà chưa có item có thể vô đó xin xỏ item cũng được. Và cái chuyện mà ta cho item gì thì cái đó là tùy vào mỗi người, ta có gì ta cho đó. Ok. Ok, cái thứ nhất là anh em nhờ bạn bè của mình kéo giùm. Nhưng mà anh em muốn người ta kéo giùm thì anh em phải tự luyện level của con nhân vật đó lên level 25. Tại vì trước đó thì nó sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm, chúng ta sẽ không nhận điểm kinh nghiệm nhiều. Bạn chúng ta dẫn chúng ta đi thì chúng ta sẽ không hít được nhiều điểm kinh nghiệm. Trừ khi chúng ta đã lên tới level 25 thì bạn chúng ta kéo chúng ta mới nhận được level nhiều. Thì anh em chỉ cần đi tới Act 1, chạy Act 1, Act 2 thôi là anh em có thể lên level 25 rồi. Sau đó anh em có thể BM những người anh em khác nhờ người ta kéo lên trên level cao. Ví dụ anh em muốn hit cao level ở Nightmare thì anh em phải hoàn thành xong cái normal mode. Nếu mà anh em nào người ta có kinh nghiệm, người ta kéo anh em lên tới cái trên cái con bèo ở normal xong hoàn thành game đầu mode Nightmare là anh em có thể vô hit được cao level rồi. Tại vì cái người mà mở cao level ở Nightmare người ta đã hoàn thành được cái Nightmare rồi, thì anh em vô Nightmare hit lại level. Đây là level cao chút xíu nữa, tầm 40 thì anh em bắt đầu đi qua bên heo. Lên heo thì chúng ta bắt đầu chui vô cao của heo, chúng ta hit level tiếp. Khi chúng ta lên 60 thì chúng ta mới đánh con bèo. Cách thứ hai là anh em nhờ dịch vụ. Thì dịch vụ người ta sẽ kéo level cho anh em, người ta sẽ dùng Z-Rush, người ta sẽ rush level từ con level 1 của anh em lên tới heo luôn. Cái thứ ba là anh em tự chơi, cũng là cái căng thẳng nhất nếu mà anh em không có biết những cái mẹo, cái trick. Nếu anh em không muốn chạy dịch vụ, anh em không có bạn kéo, giống như gà vậy đó. Gà thì tự chơi, không có bạn nào kéo nhiều hết. Cái giai đoạn đầu thì ai cũng lo tự luyện level của mình nên không ai kéo gà cả. Anh gà cũng phải tự chơi, nhưng mà gà có rất ít thời gian để chơi tại vì phải làm việc nữa, có rất là nhiều việc. Không thể ngồi suốt mà chơi cái game này được. Nên gà tự luyện, nhưng mà thật sự là lên tới ngày thứ hai là gà đã lên level 80 rồi. Không chơi nhiều nhưng mà lên level 80. Tại vì gà biết cái mẹo thì gà sẽ chỉ cho anh em. Thì trước tiên á, gà sẽ cố gắng luyện cái con của mình lên level 25 càng nhanh càng tốt. Xong rồi bắt đầu mình làm cái việc gì đó của mình thì mình làm. Xong rồi tới tối hôm đó mình rảnh phải không, bắt đầu mình sẽ vô cái phần mà lobby rồi mình kiếm những cái phòng búp lịch. Vào cái thời điểm đầu á là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái con bomber. Bomber đây là thuật ngữ trong game thôi, dùng để diễn tả những cái người mà người ta đã lên đủ level và những người đó là chưa làm cái quest thì chúng ta có thể ké được. Mới đầu thì gà sẽ vô những cái room mà cao
để gà hết level đi đi vòng vòng thôi, như anh em nhìn thấy trong hình là gà chỉ đi vòng vòng hết level thôi, mà lên level rất là nhanh, đi thằng bảy tám đứa mà hết level rất là nhanh. Giai đoạn đầu thì gà cũng không quan tâm lượm item lắm, tại chủ yếu là đi hết level cho nó lên level nhanh. Xong rồi anh em khi mà đủ level rồi, anh em chạy lên chỗ mà đập ba con trên ạc năm á, thì anh em đi ké người ta. Và sự khi mà chúng ta đi búp về á thì nó có lợi, nếu mà chúng ta sẽ gặp những cái con mà con sóc nhiều, và sự mùa nào con sóc cũng nhiều hết. Anh em sau khi mà lên tới ạc 2, ạc 3 á, gà sẽ chỉ cho anh em là từ cái normal, từ cái nightmare với heo á, thì sau này cũng lặp lại y chang ở trên normal thôi. Khi mà chúng ta join mấy cái room búp á thì nó sẽ ghi là ạc 2, thì chúng ta vô ạc 2, chúng ta sẽ cố gắng đi ngay lúc đầu á. Join mà join ngay lúc đầu tụi nó đây đi á, thì tụi nó sẽ lượm được những cái nguyên liệu, tụi nó ráp item của cái quest đó xong rồi nó qua. Mà ta đi ké qua ạc 2. Ạc 3 chúng ta cũng ké nhờ mấy con sóc rồi nó tele rồi á, nó đi lấy mấy cái nhiệm vụ cũng nhanh, xong rồi chúng ta đi ké tiếp qua ạc 4. Ạc 3 nó hoàn thành xong hết rồi phải không ạ? Ạc 3 tụi nó out hết. Thì ạc 4 và 5 anh sẽ làm rất là nhanh. Ạc 4 vô á, anh em chỉ cần đứng ở nhà xong rồi đợi tụi nó tele tới cái phần mà Diablo, anh em đi join theo. Tới đó đập con Diablo cái là mình qua ạc 4. Rất là easy. 5 cũng vậy. Ạc 5 anh em ví dụ mà chưa đủ level, ví dụ mình mới có 19 đi. Mình mới level 19 đâu đập Ison được. Ison phải là 20 mới đập được. Thì anh em đứng ở nhà đợi thôi, tại vì có một con Bumper nó là đủ level 20 và nó chưa làm cái nhiệm vụ Ison mà chưa đập luôn cả con Bell. Thì mà cứ đứng ở nhà nó đập hết con Bell xong rồi chúng ta sẽ được Bumper luôn. Anh em đừng có thắc mắc cái vụ này, tại vì cái này giải thích mệt lắm. Đầu cái season thì rất là nhiều con nó chưa làm cái nhiệm vụ đó nên mình vô mình ké luôn cái mà là mình qua Nightmare. Khi qua Nightmare thì mình cũng đi hít cao Nightmare cho nó lên level cỡ 40, bắt đầu mình lặp lại như vậy. Mình cứ join mấy cái room mà ạc 2 go, ạc 3 go, mình phải ngồi chịu khó xíu, mình tự join mấy cái room đó xong rồi vô đó mình đi hít level thôi, cho nó hít level xong rồi mình đi vòng vậy đó. Nó nhanh lắm, lên level nhanh cực kỳ luôn. Mình ít thời gian chơi mà nên mình cứ vô mấy cái room mà hít level á, nó hít level lên nhanh lắm. Xong rồi cứ lên ạc 3, kiếm là ạc 3 go, vô ạc 3. Mình cứ đứng ở nhà xong rồi đợi khi mà nó lụm được cái, nó mở được cái item dây chuyền hay là cái nó kiếm được cây gậy dây chuyền để ráp đồ á, thì mình đi tới đó mình lụm một cái, xong rồi mình về nhà xong rồi nó mở cái boy cuối cùng, xong rồi đi vô mình diệt boss thôi, xong rồi qua được cái ạc. Xong rồi tới ạc 4 cũng dễ, ạc 4 là quá dễ rồi, tới qua tới ạc 4 là ạc 5 là anh em rất easy rồi. Cái khó nhằn nhất vẫn là ạc 2 với ạc 3, nó hơi mệt xíu thôi. Mà qua tới ạc 4 là 5 là anh em dễ rồi. Và lên heo cũng vậy, gà lên heo gà cũng hít level ở cao trước, tại vì mình chưa có đập được con Bell nên mình đâu lấy ấy được, cái đồ đó yếu lắm, đồ yếu xìu, đâu có nào đập được. Cứ đứng nhà xong rồi kiếm cái room cao á, xong rồi lên hít level, thằng nào nó mở xong rồi mình vô mình hít level cỡ 50-60 gì đó. Ai chạy ạc 2 kiếm cái nào đó tụi nó chạy ạc 2 zone vô, nó làm quét. Ạc 3 bắt đầu làm quét kiểu vậy, giống như gà chỉ hồi nãy. Xong rồi lên tới ạc 4 là easy rồi, anh em chỉ cần thoát qua được ạc 2, ạc 3 là ạc 4 là kiếm room rất là dễ. Giống như gà đã nói là ở giai đoạn đầu rất là nhiều đứa chưa làm quét nên mình tranh thủ mình zone vô. Ạc 5 cũng vậy, cứ đứng ở nhà là bảo đảm đắt nữa là xong quét. Xong rồi lên heo bắt đầu mình đi kiếm mấy cái room mà cao, xong rồi mình đứng mình hít level thôi, vô mấy cái room cao đứng hít level, đi theo hít level, đâu đâu lượm được mấy cái bay ngon, bay bốn sóc, bắt đầu mình về mình làm cái spirit mình chơi thì mình lên level khá là nhanh. Đó là dành cho những anh em mà không có nhiều thời gian để chơi, ngồi cày mà một mình thì sẽ rất là tốn rất là nhiều thời gian. Cách gà chỉ thì anh em gỡ chừng 2 ngày là anh em lên level 80 rồi. Chỉ là đi ké hít level thôi, người ta thôi đó, xong rồi anh em tự kiếm item. Ai tâm thì chắc chắn mình tự kiếm rồi. Ok, thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em về cái vụ mà rớt level, rớt lên heo nhanh mà không có bạn bè kéo, không có nhờ dịch vụ và chúng ta chơi một mình. Thì đó là cách để anh em lên level nhanh nhất và lên trên heo nhanh nhất. Nếu anh em có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là muốn nói thêm cái gì về cái vụ này thì anh em có thể comment phía dưới video nha. Nếu anh em có kinh nghiệm nào về cái vụ này thì anh em cũng có thể comment phía dưới video luôn. Nếu anh em thấy video hữu ích, hãy nhớ like và share. Nếu là người mới, nhớ bấm vào subscribe, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gấp lên trong tương lai. Nếu muốn support cho gà thì anh em có phần donate ở phần dưới màn hình á, phía bên góc trái. Anh em muốn xem lại video thì bấm lên chữ Y bên phía góc phải ở trên, nếu mà anh em coi trên máy tính. Còn nếu anh em coi điện thoại thì bấm vào cái dấu mũi tên ở góc bên phải phía dưới. Ngay chỗ cái màn hình anh em luôn thì nó sẽ hiện lên những cái video trước đó. Cảm ơn anh em đã ngồi xem video và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.
might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold.